Nửa chuyên gì vậy Ren? Đang chán đời nè, nãy giờ chưa được một thùng nữa, buồn quá à. Hello Duyên. Giống chị cũ. Giống chết liền. Tại em để đồ đặt bừa bộn, em chưa dọn. Nhiệm vụ mới ngủ. Mà chắc không đủ đâu. Nửa tháng rồi em đâu có làm đâu. Em nghĩ là nửa tháng mới làm lại cần gần cả tuần nay mà chị móc 120k. Anh không ngủ rành. Có chứ, admin hơi bị nhiều, admin thì có. Nhưng mà dạo giờ gần đây em không có like nữa, cho nên admin bỏng công việc hết rồi. Ai là UBK? Hello, ai là UBK? Giờ này người ta bận công chuyện hết luôn. Mới có 8 giờ. Đi 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 kiếm hot hết rồi. Mẹ là mình đi kiếm hot hết rồi. Bảo vệ hả? Đâu có đâu, em không nói chuyện với bảo vệ lâu lắm rồi. Nói chuyện cùng lúc với anh xong rồi nghỉ cùng một lúc với anh luôn đó, em đâu có nói chuyện. Còn một chút xíu nữa thôi. Không đi chơi hả Ryan? Vô đây thăm mình. Vô đây thả lồng trong nhà em phải không? Vô đây thả lồng phải không? Tôi bớt thả cái gì? Gì cũng ok rồi, còn như anh ăn và báo anh hay lên đây anh kiếm tiền ông này giả mang thả đi em chụp cho đây anh. Cô giáo Nhi nha mọi người, đây là cô giáo toán nha, ai muốn học toán thì qua cô Nhi dạy nha. Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp mấy gì? Hay là dạy lớp 1, lớp 2? Bán tư duy á, từ lớp 5 đến lớp 9. 502. Ồ, cô giáo, em ước gì em nên trả lời là một 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 vài tuổi thôi. Ủa, anh nói gì rồi anh? Em đi học cho cô như vậy nha.
chưa đủ phu đổ hơi, chưa đủ một Cho thùng. thương ngày nào anh cũng mua bông em tặng đấy. Hỏi sao ngày nào tặng bông vậy? Em thích cô. Em không đọc bằng anh ạ. Không cho mất dạy nữa luôn. Kệ đi, Đang năm em chục không quan ký tâm mà chuyện cô đó dạy tháng còn 30 kg hả? Sao như ba mất ăn lai đúng từ hồi tối giờ xù đầu luôn. Em lại mở là Ờ, chưa được đâu hai mà anh mua thùng, bà này đi đâu rồi? Em đi bây đâu? giờ chưa được một thùng luôn nè, mới chi hai thùng. Mà em đi học em chỉ cần tới môn toán là em vui à. Ra anh thả cho su một con thần thú coi. Còn một chút xíu nữa là đủ một thùng rồi, chán ghê. Nick cũ của em bỏ rồi hả? Nick cũ của em là nick này nè. Anh còn còn top ở trong nick này nữa mà anh nói gì vậy? Tốt dưới á, kéo tốt dưới á. Anh còn top đây mà. Anh thử vô te top anh kéo xuống tốt dưới rồi. Phải anh đó. Chứ là nick nào em có xài một nick này mà. Ờ đổi tên. Mấy ngày sau trở lại cái là nói chuyện thôi.
Sau cha lãng mạn mát ra lại đi mấy cái bọn cho mà muốn anh nhớ qua lấy lại cái